Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, vẫn tồn tại một rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ. Vì thế, trên khu vực tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng với lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng đi kèm. Do có mưa nên nền nhiệt giảm đáng kể, đêm nay ngày mai dao động từ 24 đến 33 độ, chỉ vài nơi vượt ngưỡng 33 độ. Rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ cũng khiến cho mưa ở Trung Bộ gia tăng, nhất là đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nắng nóng diện rộng cũng chấm dứt với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này hầu hết phổ biến từ 32 đến 35 độ. Trong khi đó, với các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Lưu ý là về đêm, tại đây có thể có mưa rào và dông ở diện rải rác, cục bộ có mưa dông khá. Trong cơn dông, người dân cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió Tây Nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần, vì thế mà mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng lên diện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm mỗi ngày. Mưa thường tập trung về chiều và tối, còn ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không gắt. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong 24 giờ tới. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.